Xin chào mọi người, hôm nay tôi xin chia sẻ với mọi người về thủ thuật tối ưu màn hình làm việc của AutoCAD, sao cho chúng ta có vùng làm việc tốt nhất và chủ động sắp xếp các công cụ về AutoCAD. Để thực hiện chia sẻ các thủ thuật AutoCAD, tôi sẽ bắt đầu từ màn hình chuẩn giống như màn hình sau khi chúng ta cài đặt AutoCAD như đang hiển thị trên màn hình. Sau khi khởi động AutoCAD thì việc đầu tiên của chúng ta bắt buộc phải làm là định dạng bản vẽ. Việc này giống như chúng ta chuẩn bị một tờ giấy vẽ phù hợp với từng công việc. Ở đây tôi mở một bản vẽ từ file AutoCAD ISO, nên khổ giấy làm việc ở đây là khổ A3 làm ngang. Nếu muốn có khổ giấy theo ý muốn, chúng ta chỉ cần thay đổi bằng cách dùng lệnh limit, sau đó nhập kích thước khổ giấy là ta có khổ giấy theo ý muốn. Việc tiếp theo sau khi định dạng bản vẽ là ta bố trí các công cụ làm sao cho phù hợp với công việc riêng của chúng ta. Việc sắp xếp này nó sẽ mang phong cách làm việc riêng của mỗi người. Mặc định thì AutoCAD sắp xếp các công cụ theo từng nhóm như trên màn hình. Do thời lượng và sắp xếp nội dung nên sẽ có một video giải thích về công cụ. Ở đây tôi chỉ tập trung vào việc sắp xếp và sử dụng màn hình của AutoCAD thôi. Trên màn hình chúng ta thấy ở phía trên là menu của giải ribbon. Ứng với từng menu sẽ có các giải công cụ khác nhau. Trong từng giải công cụ lại có từng nhóm công cụ. Ở đây nó có nhóm các công cụ vẽ, nhóm các công cụ hiệu chỉnh, nhóm về kích thước, nhóm lớp, vân vân. Trong nhóm home là nhóm công cụ rút gọn, cũng là nhóm công cụ tổng hợp. Đây là menu khá đầy đủ các công cụ để vẽ mảng vẽ cơ bản. Mục annotate là nhóm những công cụ về kích thước ghi chú, nó đầy đủ hơn trên cái công cụ home. Ở phía dưới này là các công cụ hỗ trợ, ví dụ như là dòng command để nhập lệnh và chờ lệnh, công cụ quản lý bản vẽ, quản lý các trang của bản vẽ, công cụ hiển thị các chế độ của màn hình, các hình thức bắt điểm. Ở đây là các hình thức bắt điểm, thiết lập độ dày nét vẽ. Khi ta di chuyển đến đâu thì sẽ hiện lên các chỉ dẫn được tới đó. Ví dụ chỗ này là cho hiện hoặc ẩn cái độ dày nét vẽ. Còn đây là chức năng Snap Object. Chúng ta có thể sử dụng chức năng này để bắt điểm. Bên phải là các biểu tượng liên quan đến chức năng quan sát bản vẽ. Tất cả các công cụ hỗ trợ này chúng ta có thể sắp xếp cho hiển thị hoặc không cho hiển thị, thêm hay bớt các chức năng. Chỗ có về sáng là chỗ đang được chọn. Ví dụ ở đây, các chỗ mà có về sáng thì đang được chọn. Ta nhấp chuột vào, bỏ đi thì nó tắt về sáng, tức là không được chọn. Ta nhấp chuột vào, sáng lên là được chọn. Quay lại phía trên giải menu trên này, ở dòng trên cùng có một dấu hình tam giác ở cuối, mũi tên hướng xuống. Ta nhấp vào đây cho ta một cái hộp thoại sổ xuống. Trong này chúng ta có thể cho hiện thêm hoặc bỏ đi các chức năng này. Ví dụ tôi có thể cho hiện thêm cái chức năng layer, ta nhấp vào đây thì nó hiện lên ở trên này. Ta tắt đi, ta bỏ chọn đi, ta mất đi. Như vậy mặc định thì đã có sẵn một số chức năng
ta thấy là cũng khá đủ để làm việc rồi. Và chúng ta muốn thêm thì ta cho thêm vào, muốn bỏ đi chúng ta tắt đi thôi. Ở cuối cái dòng menu giải công cụ này cũng có một cái nhóm hai cái dấu là mũi tên tam giác, một cái quay lên một cái quay xuống, dùng để điều chỉnh thu nhỏ cái giải công cụ này. Chúng ta có thể bấm vào cái mũi tên quay xuống, khi ta di chuyển đến sẽ thấy hiện lên tên của cái chức năng. Ta nhấp chuột vào sẽ có các cái chức năng ở đây, ví dụ thu cái công cụ này về cái tab nhỏ nhất, ta nhấp vào đây, ta nhấp tiếp vào. Nếu muốn thu giải công cụ này, nếu muốn thu giải công cụ này về cái panel title, ta bấm vào đây. Tiếp tục muốn thu về cái panel button, bấm vào đây. Và muốn quay trở về thì ta nhấn vào bên này. Như vậy chúng ta có thể thu nhỏ các cái công cụ lại để cho rộng không gian làm việc ra. Khi quen sử dụng rồi, chúng ta có thể sử dụng các cái công cụ này để thu nhỏ các cái công cụ lại, mở rộng màn hình làm việc. Nếu vốn có không gian làm việc rộng mà lại có nhiều chức năng hơn nữa thì ta có thể thu nhỏ các cái giải ribbon này lại và mở thêm một cái menu nữa bằng cách là chúng ta bấm vào cái khu vực này, bấm vào cái mũi tên sổ xuống, chọn show menu bar, nó sẽ có thêm một cái dãy menu ở trên này. Từ dãy menu này chúng ta có thể sử dụng với rất nhiều công cụ hỗ trợ ở trong này. Menu file, edit, menu view, insert hoặc map tool. Trong này có rất nhiều các cái công cụ, chúng ta rất dễ lựa chọn. Lệnh limit, định dạng bản vẽ, nó nằm ngoài trong này, rất dễ tìm kiếm. Chuyển đổi đơn vị cũng nằm luôn đây. Đây là một cái chức năng rất hay, có từ các phiên bản trước và rất nhiều người thích dùng nó vì nó vừa tiện lại vừa gọn. Cuối cùng sau một hồi chúng ta điều chỉnh, nếu như chúng ta quên hết, không nhớ để trở về màn hình AutoCAD ban đầu thì chúng ta có một lệnh reset để quay trở lại màn hình ban đầu mặc định của AutoCAD sau khi cài đặt. Chúng ta có thể sử dụng lệnh hoặc là có thể sử dụng cái chức năng trên menu của đó. Có hai cách để quay trở lại màn hình ban đầu. Cái thứ nhất, chúng ta dùng lệnh, ta gõ OP là gõ tắt của lệnh option. Chúng ta chọn option, hộp thoại option mở ra. Chúng ta chọn cái trang cuối là trang có cái tên là profile, chọn reset. Tiếp tục ta chọn yes, và cuối cùng là ok. Màn hình quay trở lại màn hình ban đầu giống như màn hình sau khi chúng ta mới cài đặt AutoCAD. Còn một cách nữa, chúng ta dùng chức năng trên menu. Ở đây giả sử sơ ý tôi làm ẩn mất thành công cụ này, ẩn mất thành công cụ command line này luôn. Tôi kéo cái nhóm công cụ này ra đây để làm việc. Sau khi đây làm việc xong, tôi lại muốn xếp nó lại. Và tôi không biết là xếp chỗ nào cả. Tôi xếp nó vào đây. Nhưng mình không biết là lần xếp như vậy nó có đúng cái chỗ ban đầu hay chưa. Thì mình sẽ có cái cách là mình reset lại. Nếu tôi không muốn đi tìm để cho nó hiện lại công cụ, thì cách đơn giản và nhanh nhất,
tôi sẽ sử dụng chức năng reset ở trên menu. Ta bấm vào biểu tượng chữ A ở góc trái phía trên màn hình. Hộp phận xuất hiện, ta chọn Option. Hộp phận Option xuất hiện, ta chọn vào cái trang cuối giống như ở trên chúng ta vừa dùng lệnh, sau đó ta reset. Yes. Rồi, ok. AutoCAD trở lại giao diện màn hình ban đầu, giống như màn hình sau khi AutoCAD vừa mới được cài đặt. Trên đây là những chia sẻ của tôi về cái thủ thuật sử dụng, bố trí, tổ chức cái màn hình làm sao làm việc cho nó khoa học. Tôi hy vọng những chia sẻ trên đây sẽ giúp chúng ta tự tin khi sử dụng phần mềm này. Nếu thấy có ích thì mọi người nhớ like, share và đăng ký kênh để kênh phát triển. Tôi sẵn sàng chia sẻ kiến thức cùng mọi người. Tôi xin dừng video ở đây. Xin chào, hẹn gặp lại.